Vừa qua tại Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVNNPC đã tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn cấp Tổng Công ty năm 2022. Ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng với lưới điện trải dài trên toàn bộ các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi, vùng biển, hải đảo. Vì vậy, thiệt hại do thiên tai gây ra thường rất nặng nề, khối lượng công việc cần phải làm để khắc phục, xử lý hiệu quả sau khi thiên tai xảy ra là rất lớn để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, xử lý khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Trong những năm qua, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn luôn luôn được EVN NPC và các đơn vị thành viên quan tâm, triển khai có hiệu quả. Tại buổi diễn tập, 15 tình huống đã được đưa ra như mưa bão làm đất cấp quang, mất tín hiệu của hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, gãy đổ cột, hư hỏng hòm công tơ, đòi hỏi công tác chuẩn bị máy móc, phương tiện, vật tư, chỉ huy nhằm ứng phó nhanh nhất, an toàn nhất, kịp thời cấp điện trở lại cho khách hàng. Dịp này, EVN NPC đã lên kế hoạch chia 3 vùng, mỗi vùng 9 tỉnh, tổ chức các phương án khác nhau để sát với thực tiễn khi có thiên tai xảy ra. Buổi diễn tập năm nay huy động 6 tỉnh Đông Bắc Bộ với hình thái thiên tai khác nhau bao gồm bão, lũ, mưa lớn và nắng nóng xảy ra, dùng những công nghệ mới thi công bằng phương pháp hotline và các phương pháp khác chương trình diễn tập không chỉ giúp nâng cao kỹ năng xử lý nhanh các tình huống sự cố trên lưới và thiết bị điện hạn chế tối đa các thiệt hại hậu quả do thiên tai gây ra mà còn là dịp để tuyên truyền phổ biến đến cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công ty về những mối nguy cơ do ảnh hưởng tác động của thiên tai cũng như các sự cố khách quan chủ quan gây ra